Chào em, thì phải nói là khi mà nhận được cái visa thì anh chị cũng như là toàn thể gia đình rất là vui vì cái mục đích của mình là phần nào bước đầu đã thành hiện thực. Mục đích chính của chị vẫn là cho các con có được một cái môi trường học tập tốt, nhất là khi các bé còn ở trong cái độ tuổi rất là nhỏ mà các bé đi được sớm thì là một cái điều bước đầu thành công. Một cái vui hay thứ hai nữa là trải qua một cái quá trình cũng không phải là ngắn, cũng là 5-6 năm thì do có sự hợp tác tốt giữa hai bên thì cuối cùng mình cũng được biết cái thành quả như là ngày hôm nay. Thì thông qua cái việc này cũng cảm ơn ở Mystory đã có những cái hỗ trợ rất là kịp thời để mà có thể có được cái thành công như hôm nay. Hy vọng là mà tụi em có thể giúp đỡ cho nhiều trường hợp khác nữa cũng có được cái đạt được cái mong muốn của họ là có thể định cư thành công tại một quốc gia nào đó, cụ thể là Mỹ. Dạ. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của chị. Dạ, thì trong cái quá trình vừa qua dạ thì team Victory á cũng rất là cảm ơn anh chị. Dạ, bởi vì là anh chị luôn đồng hành cùng với team và dạ, cũng như là cũng thấu hiểu dạ về những cái khó khăn mà thử thách mà hai bên đã gặp phải. Dạ, và anh chị cũng kiên nhẫn dạ cùng với team ở đó và giải quyết cùng với nhau dạ những cái vấn đề dạ có trong cái hồ sơ của mình, để giờ đây á thì gia đình của anh chị và Victory đã nhận được cái kết quả thực sự rất là mỹ mãn. Dạ, thì em cũng thay mặt công ty Victory dạ xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình dạ, và sẽ có một cái cuộc sống dạ, thật là hạnh phúc ở tại Mỹ. Dạ. Gia đình cũng cảm ơn các em và cũng chúc là mọi cái công việc của tụi em sẽ thành công hơn nữa, năm sau sẽ thành công hơn năm trước, và chúng ta sẽ có nhiều cái con đường khác, nhiều cái cách thức khác để mà phục vụ nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau hơn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ.